tốc độ nó lại kém hơn. Thế cũng được. Ừ, cái này nó được 4 cái đúng không? Ừ. Là căng cực đúng không? 8432. Nó không bằng 26 mà. 26 thì mạnh. Hả? 26 mới mạnh. Thế à? Tôi nghe nói là cái gì cả 64 ghi mà một cái gì nó không đủ đủ đấy. Cái gì nó không đủ thì nó cũng không thể kích hoạt lên hết lên được. Tôi nghe thằng kia nói chả hiểu gì. Không biết. Chưa rõ. Cứ xem video ấy, rồi xem video đi. Nó nói không thôi, mình xem mình không hiểu, mình không biết cái đấy, phải cái đấy đấy. Dành cho cắm thử lại này xem này. Ừ. Thử cắm đấy. Mấy ngày hãy đi nhé. Đi bộ nhá. Đi bộ à? Ừ, đúng rồi. Những chuyện như thế này sẽ làm chứ. Đi bộ lên đây nó xảy ra thì cái này. Đấy nha. Vợ cũng bảo là thứ ba đi. Tớ định mai đi đấy. Cậu không bảo là mai tớ đi đấy.